Quỳnh Trần Shaibi viết tâm thư xúc động gửi bé xa sau tai nạn phải ngồi xe lăn. Trên trang fanpage gần 1,5 triệu người theo dõi, Quỳnh Trần Shaibi đã có nhắn nhủ đầy xúc động đến với bé xa. Mới đây, Quỳnh Trần Shaibi đã đăng tải lời nhắn nhủ đầy xúc động đến con trai 5 tuổi trước thềm năm mới. Nữ YouTuber cho biết, bản thân không đòi hỏi con trai phải hoàn hảo, mà chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ. Ngoài ra, cô hứa sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất và đồng hành cùng con trai trong quá trình trưởng thành. Cụ thể, Quỳnh Trần Shaibi viết, mẹ không hứa sẽ trở thành người mẹ hoàn hảo, cũng như không đòi hỏi con phải hoàn hảo. Mẹ chỉ hứa sẽ là người mẹ tốt nhất có thể, cho con một tuổi thơ thật đẹp và cùng con trưởng thành. Kèm theo lời nhắn là hình ảnh bé Sa đang hồn nhiên vui chơi, khiến nhân tình xuýt xoa. Phía dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận khen bé Sa càng lớn càng đẹp trai, đồng thời gửi lời chúc Tết và động viên Quỳnh Trần Shaibi. Bé Sa dễ thương quá, chúc Quỳnh và bé Sa có một cái Tết bên gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc. Bé Sa càng lớn càng đẹp trai, chúc hai mẹ con một đời an yên. Sa là cả tài sản quý nhất của mẹ Quỳnh, mong con ngày lớn sẽ khỏe mạnh ngoan ngoãn và nghe lời mẹ Quỳnh nha, luôn ủng hộ hai mẹ con. Thương chị Quỳnh, chúc chị và bé Sa thật nhiều sức khỏe. Được biết, đây là năm thứ hai Quỳnh Trần Shaibi dắt con trai trở về Việt Nam. Trước đó, Quỳnh Trần và bé Sa từng về Việt Nam vào năm 2019 và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nữ YouTuber chia sẻ, hai năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cô không thể về quê ăn Tết. Chính vì thế năm nay, Quỳnh Trần quyết định dẫn con trai về Việt Nam. Cứ ngỡ sẽ là một chuyến về thăm quê vô cùng hào hứng, thích thú. Bởi lâu lắm rồi, Quỳnh Trần mới có cơ hội trở về nước. Nhưng đáng tiếc, ngay khi vừa về tới Việt Nam, vào khu vực cách ly, thì mẹ bé Sa bất ngờ bị tai nạn đến mức phải ngồi xe lăn. May mắn rằng đi cùng mẹ con Quỳnh Trần Shaibi còn có người bạn đồng hành là bà Nhân, chủ kênh YouTube Vợ Chồng Nhà Nhân, đã ở cạnh hỗ trợ chăm sóc Quỳnh Trần và bé Sa rất nhiều. Quỳnh Trần Shaibi là YouTuber khá nổi tiếng với hơn 4 triệu người theo dõi. Cô thường xuyên làm clip review ăn uống và cuộc sống ở Nhật Bản, nhận được sự quan tâm, theo dõi của người hâm mộ. Con trai của Quỳnh Trần Shaibi là bé Sa cũng hot không kém mẹ, thường xuyên xuất hiện trong các vlog cùng mẹ nấu nướng, thưởng thức món ăn. Những biểu cảm hài hước của bé Sa và câu nói quen thuộc "Sa chào cô chú đi con" chính là một trong những yếu tố góp phần làm nên thương hiệu của nữ YouTuber người Việt đang sống tại Nhật Bản này. Bé Sa sinh vào ngày 24 tháng 12 năm 2016. Cậu bé chào đời là thành quả đẫm nước mắt của chị và chồng sau nhiều nỗ lực gian nan để có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tôi và ông xã kết hôn năm 2013. Sau đó một năm, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Bởi vậy, tôi đã rủ ông xã tới bệnh viện kiểm tra. Khi ấy, bác sĩ nói do chồng tôi đã lớn tuổi nên khả năng có con rất thấp. Cô kể, được một thời gian cả hai vô cùng hạnh phúc khi chị Quỳnh mang thai con đầu lòng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi em bé chào đời vài tiếng rồi mất. Vì quá đau lòng, người mẹ trẻ đã khóc ngất đi đến suýt mất thị giác. Và bé Sa chính là quả ngọt khi cặp đôi làm thụ tinh ống nghiệm đến lần thứ tư. Sa vừa ra đời đã khóc, nghe thấy tiếng con khóc, tôi còn khóc lớn hơn con. Tôi sợ lắm, đưa Sa về nhà ngủ mà hai vợ chồng tối nào cũng bật đèn, không dám ngủ vì sợ có khi nào con ngủ rồi không tỉnh dậy nữa không. Sa như món quà thượng đế ban tặng cho vợ chồng tôi, nên tôi chỉ mong duy nhất một điều, con khỏe mạnh. Tôi mang bầu vào năm con khỉ, nên đặt tên ở nhà của con là Saru, tức là con khỉ luôn. Nhưng mà về đến nhà gọi Saru bị dài, nên hai vợ chồng quyết định gọi là Sa cho tiện. Nữ YouTuber trải lòng.